Xin từ lời chào thăm đến thầy cô và anh chị em trong thánh Hy Lành Giao Ước Việt Nam đền Thánh Xuân. Tôi chúc một ngày Chủ nhật đầy bình an và sự vui mừng đến trên hết thảy quý con dân Chúa. Đặc biệt trong một tuần mới, mỗi chúng ta sẽ nhận lãnh được những năng quyền từ nơi chính Chúa ban cho chúng ta qua đời sống, tìm kiếm, yêu mến và phục vụ cho bây giờ. Kính thưa Hội Thánh, có thể tôi viết nhầm cái nội dung của phần Kinh Thánh thứ hai ở trong sách công vụ khi gửi cho ban điều hành. Nội dung mà tôi muốn học chung với Hội Thánh là ở trong sách công vụ chương 2, từ câu số 1 cho đến hết câu số 4. Vậy tôi xin phép được đọc lại phần chi nhánh này cho quý Hội Thánh chúng ta cùng suy ngẫm. Lời của Chúa có chép: đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thinh linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau theo như Thánh Linh cho họ nói. Đây là phần Kinh Thánh có liên quan đến Tin Lành Giăng chương 21 từ câu số 9 cho đến hết câu số 12. Và tôi sẽ cùng suy ngẫm với Thánh Chúa buổi sớm ngày hôm nay. Như người hướng dẫn chương trình là anh Huy Việt đã giới thiệu, chúng ta đang ở trong tháng 5 và chúng ta học cùng nhau với chủ đề là ngọn nến lùi dần, đúng không ạ? Một cái chủ đề mà như lần trước bài chia sẻ lần trước tôi có nói đó, một cái chủ đề nghe chừng rất là lạ và có cái gì đó rất là thách thức đến với mỗi người chúng ta. Nhưng nếu quý vị mà đọc cái cuốn sách Ra Khỏi Chốn Bình Yên á, thì quý vị sẽ thấy cái chủ đề này rất là hợp lý. Hợp lý không phải là hợp lý theo cách của con người, nhưng hợp lý theo những tình tiết ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được đọc suy ngẫm ở trong đó, nếu như chúng ta học với nhau. Bởi vì cuộc đời của những con người sống bước đi theo Chúa, nó có những khoảnh khắc thăng trầm trong cuộc đời của họ. Và đời sống đức tin của họ nó giống như cái hình bản đồ và bản hình xin á, nó sẽ có lúc lên lúc xuống. Nhưng nó lên nó xuống và nó lại lên, thì điều đó là gì ạ? Nó đang chứng tỏ đời sống đức tin của chúng ta làm sao vẫn đang tiến về phía trước, vẫn đang được tăng trưởng. Nhưng đời sống của chúng ta mà giống cái bản đồ hình xin mà nó đang đi lên rồi nó đi xuống và nó tụt thẳng xuống á, thì lúc đó là gì? Chúng ta đã đánh mất niềm tin của nơi Chúa. Và cái sự lụi dần của cái niềm tin đó, nó sẽ trượt dài trong một quá trình của đời sống cá nhân của mỗi của chúng ta, để rồi chúng ta trượt mất đức tin ở trong Chúa. Và nhiều người chối bỏ niềm tin đó. Có những lúc trong cuộc đời của mỗi một chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta cảm thấy chán nản, đời sống cảm thấy nguội lạnh, niềm vui, sự phấn khởi, sự bình an, sự vui mừng không còn tràn ngập, không còn trào dâng ở trong đời sống cá nhân của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta không thấy, nhìn thấy gì ạ? Chúng ta không nhìn thấy ơn phước của Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta nữa. Nhưng mỗi ngày mà chúng ta đang sống ở trên đất này, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy chán chường. Có thể do bệnh tật, có thể do công ăn việc làm, có thể do dịch bệnh, có thể do những tác động xung quanh cuộc đời của chúng ta trong các mối quan hệ làm cho chúng ta bị trôi lạc mất, rời xa khỏi Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên tất cả những sự bận rộn ở trong đời sống mưu sinh hàng ngày nó rất dễ đánh trượt đời sống đức tin của chúng ta ra khỏi Chúa. Và lúc đó là gì ạ? Cái ngọn nến đức tin của chúng ta, cái sự sống ở trong Chúa Giêsu của chúng ta bắt đầu nó lụi dần. Vậy thì mỗi một chúng ta, những người mà đang sống và trông cậy vào nơi Chúa Giêsu, chúng ta cần phải có một mối tương giao mật thiết với Chúa của chúng ta. Giống như bài học tuần trước mà tôi đã học trường Lộ Thánh, đó là gì? Chúng ta cần phải có một đời sống gần gũi với Chúa để ngọn lửa
của sự sống đó luôn cháy ở trong đời sống của chúng ta, luôn cháy ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta như những viên than lửa, nếu như chúng ta cùng đặt nhau những viên than đó ở trong một cái lò và cùng cháy với nhau, nghĩa là chúng ta cùng được cháy và những người xung quanh cũng cùng được cháy. Nhưng nếu chúng ta là những viên than mà được đặt ở trong một đống tro tàn thì nghĩa là gì? Ngọn lửa ở trong chúng ta đang lụi dần, đúng không ạ? Viên than đó sẽ không thể sẽ bừng lên mà cháy được. Đời sống của cơ đốc nhân cũng giống như những viên than đó. Nếu như chúng ta đặt chúng ta ở trong giữa những viên than đang cháy thì đời sống của chúng ta sẽ cháy, và cháy trong lúc tàn hết thì thôi. Nhưng nếu chúng ta đặt chúng ta giữa một cái đống gọi là đống tro tàn thì tự chúng ta đã bị những cơn gió của đời này làm dập tắt đi mọi điều. Vậy bài học ngày hôm nay, ở trong hai phần Kinh Thánh tôi cùng suy ngẫm với Hội Thánh với cái chủ đề đó là khơi lại ngọn lửa trong bạn. Chúng ta cần để một điều gì đó khơi lại trong chúng ta. Nếu chúng ta có tờ chương trình nhá, thì ở trong đó tôi đã có ba phần nội dung mà chúng ta cần học với nhau. Điều đầu tiên, để có thể khơi lại ngọn lửa ở trong chúng ta cần phải suy ngẫm đến đó là ai khơi lại được. Ở trong câu số 9 và câu số 10 viết thế này. Câu số 9 và câu số 10 ở trong Tin Lành Giăng chương số 21 viết rằng: vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên và có bánh nữa. Đức Chúa Giêsu bảo họ: hãy đem một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây. Chúng ta học phần Kinh Thánh này, chúng ta suy ngẫm rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Hôm nay tôi muốn học chung với quý vị một điều, đó là Chúa Giêsu là đấng khơi lại lửa. Lửa Chúa Giêsu khơi lại ở trong câu chuyện này là gì? Câu chuyện được xảy ra tại bờ biển Tiberias, hay còn gọi là biển Galilee. Giăng chương 6 câu số 1 viết rất rõ điều này. Và sau khi Chúa Giêsu phục sinh và trước khi Chúa Giêsu ngài thăng thiên, đây là lần thứ 3 Chúa Giêsu ngài hiện ra với nhóm môn đồ của mình. Trước đó chúng nhắn bảo họ đến Galilee để gặp ngài. Ở trong Ma-thi-ơ chương 28 câu số 10 chúng ta đã học với nhau ở trong chủ đề sống với Chúa phục sinh. Sứ đồ Phi-e-rơ khởi xướng cái việc đi đánh cá cùng với 6 người nữa. 6 con người này cùng với ông Phi-e-rơ là 7 người tham gia vào việc đánh cá. Họ đã từng đi qua Galilee, nhưng có thể là gì ạ? Họ đợi Chúa lâu quá, họ cảm thấy nóng ruột, không biết rằng Chúa thực sự có đến không. Cho nên họ đã nghĩ ra cái cách là gì? Họ quay trở về với cái nghề cũ của mình. Và ông Phi-e-rơ ông ấy khởi xướng, ông rủ thêm 6 cái ông kia đi cùng. Ở trong đó có những ai? Ở trong đó có Thomas, có Nathanael, có Gia-cơ, có Giăng, có Phi-e-rơ và hai người nữa thì Kinh Thánh chưa kỹ thuật lại rõ, chúng ta không biết là ai. Nhưng tổng cộng có 7 người. Và những người này làm gì? Họ quay trở lại với cái nghề cũ của mình là đi đánh cá ở trên biển Galilee. Họ đánh cá và họ đánh cả đêm. Nhưng điều gì xảy ra với họ? Thất bại. Cả một đêm họ vất vả làm việc, nhưng đến buổi sáng thì thuyền họ rỗng không, không có một con cá nào cả. Họ mệt mỏi, họ buồn rầu vì không đánh được cá. Cả đêm họ không bắt được một con nào. Lúc vừa mới trời sáng, Chúa Giêsu hiện ra trước mặt họ, đứng cách họ khoảng 90 mét. Nhưng mà tất cả 7 cái môn đồ này họ nhìn mà không nhận ra Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu. Và lúc Chúa Giêsu hiện ra đứng trên bờ cách họ 90 mét đó, thì Chúa hỏi họ: không bắt được cá sao? Và rồi Chúa lại làm gì? Chúa sai họ. Chúa bảo với họ rằng gì? Hãy quay đi và thả lưới ở bên
ở bên phải, đúng không ạ? Và khi mà ông Phi-e-rơ cùng những môn đồ khác họ vâng lời Chúa quay trở lại thuyền và thả lưới. Đây chính là một cái điều mà chúng ta cùng phải nhớ đến. Chúa Giê-xu đã đến với các môn đồ trong lúc họ căng thẳng, họ mệt mỏi, trong lúc mà họ cảm thấy chán nản. Ngay cả cái đáp ứng về đời sống thuộc thể của họ là gì? Họ là những người dân trài nhiều năm, có kinh nghiệm đánh cá trên biển. Vậy mà cả đêm họ đánh không được con cá nào, đúng không ạ? Với kinh nghiệm mà, họ rất giỏi chứ không phải là không. Họ từng là những người đánh cá. Câu chuyện này có giống ở đâu đó không quý vị? Luca chương 5, từ câu số 1 cho đến câu số 11. Giống như cái cảnh của lúc Chúa Giê-xu Ngài đến bên bờ biển, và Ngài làm gì? Ngài gọi các môn đồ. Họ cũng không đánh được con cá nào. Và Chúa đã làm phép lạ để họ trở lên những tay đánh lưới người. Nhưng sau một quá trình họ đi với Chúa, họ nhìn thấy nhiều những phép lạ của Chúa được diễn ra. Họ cứ đi theo Ngài. Nhưng khi Chúa Giê-xu bị bắt, Ngài bị đóng đinh, Ngài bị chết ở trên thập tự giá, có nhiều trong những môn đồ đã gần Chúa, được Chúa yêu thương, được Chúa chăm sóc đó, được Chúa dạy đạo cho đó, vẫn hoảng loạn, sợ hãi và rời bỏ cái vị trí của mình. Cuộc sống ngày hôm nay của tôi và quý vị cũng giống như họ. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cơn gió của đạo lạc, những cơn gió của cuộc đời này, những cám dỗ của cuộc đời này, nó đánh bật chúng ta ra khỏi lời của Chúa Trời, đánh bật chúng ta ra khỏi hội thánh của Chúa, làm chúng ta sẽ có những lúc chúng ta chối bỏ niềm tin ở trong Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa đã đến, Ngài làm phép lạ, một phép lạ kỳ diệu. Và sau khi mà họ đã vâng phục Chúa thì mẻ lưới của họ được bao nhiêu cá? 150 con ạ. 153 con. Tại sao lại cụ thể như vậy? Bởi vì đây là những cá rất lớn và họ đã đến được, đúng không ạ? Những con cá rất lớn, cá nhiều và lớn như vậy nhưng lưới không bị rách. Tiếp đến là gì? Chúa, các môn đồ ngày xưa đó, đứng trước những khó khăn, những nan đề trong đời sống, họ cũng có những lúc người nuôi đi. Và nếu chúng ta cũng không nằm ngoài điều đó. Nhưng nếu đời sống của tôi và quý vị cứ trung tín, trông cậy ở nơi Chúa, bám chặt rễ đức tin của mình ở trong Chúa, thì chúng ta sẽ không bị trồi mất trong đời sống đức tin của mình. Nhưng điều mà tôi nghĩ đến, điều mà tôi suy ngẫm đến ở đây, một điều rất là thú vị, đó là gì? Khi mà họ ở ngoài biển quay trở lại, đây là một cái góc, một cái khía cạnh mà tôi khi đọc và tôi cảm nhận được. Khi những môn đồ đang mệt mỏi, tôi cảm giác là gì đó, họ thất tha thất thểu kéo thuyền vào bờ, thu lưới lại, đang mệt mỏi, đó đang căng thẳng, đang suy nghĩ là ồ, bây giờ mình đánh cá đã không được con cá nào, vậy ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào, ngày mai chúng ta ăn bằng gì, và rất nhiều thứ chạy đến với cuộc đời của họ. Thì lúc đó Chúa Giê-xu đã xuất hiện trên mặt họ. Nhưng Chúa không chỉ đứng đó, Chúa không chỉ bảo họ làm cái việc là đi đánh cá, nhưng Chúa đến với họ với một điều rất là tuyệt vời. Đó là gì? Chúa ở trên bờ, Chúa chuẩn bị sẵn một cái bữa ăn sáng cho. Đây là sự quan tâm của Chúa. Đây chính là cách mà Chúa đã khơi lại ngọn lửa đức tin ở trong đời sống của họ. Sự xuất hiện của Chúa trước mặt họ đang nói với họ rằng là gì? Chúa đang hoàn thành lời hứa nguyện của mình với họ. Nghĩa là Chúa không bỏ họ để Chúa đi, nhưng Chúa sẽ luôn luôn đi cùng họ. Và ngay trong những lúc như vậy, ngay trong sự khó khăn như vậy, ngay trong sự mệt mỏi như vậy, Chúa đã xuất hiện trước mặt họ. Nhưng Chúa đến đó không chỉ đứng nhìn họ làm việc, mà Chúa đã làm một cái việc rất là cụ thể, đó là gì? Ngài đã, họ ở đây ghi là gì? Ở trong câu số 21, chương 21 câu số 9 biết rằng khi môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên đó để cá và có bánh.
Chúng ta thấy điều kỳ diệu của Chúa không? Chúa đang đốt lại ngọn lửa yêu thương. Chúa đang đốt lại ngọn lửa quan tâm, ngọn lửa chăm sóc đối với những môn đồ của mình. Có thể họ rời bỏ Chúa vì một lý do nào đó, nhưng Chúa không bỏ họ. Chúa quan tâm đến họ. Họ đói, Chúa tìm cách, Chúa đáp ứng nhu cầu cho. Nhưng không phải là sai họ đi để tìm cái bánh nó về, mà tự tay Chúa đã làm. Chúa nhóm lửa này, đúng không ạ? Chúa đặt cá lên Chúa nướng này, Chúa đặt bánh lên Chúa nướng này. Và khi mà họ đánh cá lên thì Chúa bảo họ làm gì? Hãy mang cá của mình này. Nghĩa là gì? Những gì đã có thì Chúa muốn họ góp một phần nhỏ vào trong cái món ăn đó, trong cái bữa ăn sáng đó. Quý vị thử nghĩ mà xem, nếu ngày hôm nay chúng ta không được Chúa chăm sóc như vậy thì chúng ta sẽ ra sao? Đời sống đức tin chúng ta còn trông cậy ở nơi Chúa không? Chúng ta phải nhớ rằng đức tin của chúng ta đang tin vào một đấng sống, đấng nó đang sống và mãi mãi sống cùng với chúng ta. Đấng nó đồng hành với cuộc đời của tôi và quý vị ở trên đất này, và cho đến khi mà chúng ta lên con đời đời, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đừng lo lắng, đừng sợ hãi, nhưng hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời, hãy vâng phục Chúa để sống một đời sống đầy dẫy đức tin, để trong những lúc hoạn nạn có cần thì đức tin đó cứu cuộc đời của chúng ta. Ai có thể làm cho chúng ta có được đời sống đức tin đó? Đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Đó chính là Đức Thánh Linh đang ngự trị ở trong lòng của tôi và quý vị, sẽ hiện ra đúng cái lúc mà chúng ta cần, lúc mà chúng ta đang bối rối, lúc chúng ta đang lo lắng, lúc chúng ta đang mệt mỏi, thì Chúa lại hiện ra. Chúa chăm sóc chúng ta, Chúa quan tâm đến chúng ta, Chúa thân thiện với chúng ta, Chúa lại đặt lại mối quan hệ, hay là gì, đặt lại sự kết nối giữa chúng ta với Chúa và với nhau, để chúng ta có sự gắn kết hiệp một ở trong Đức Chúa Trời. Đấy là cách mà Chúa đã đánh nhóm lại mọi điều ở trong chúng ta, bằng sự yêu thương, bằng sự quan tâm, bằng sự chăm sóc, bằng sự kết nối của Đức Chúa Trời với chúng ta, qua một cái việc rất là nhỏ thôi, đó là chuẩn bị một bữa ăn sáng cho các môn đồ. Tôi khi tôi đọc đến cái phần này, tôi cảm thấy rất là sung sướng và thú vị. Mình có một người cha thật tuyệt vời. Tôi cũng là một người cha. Có thể có những lúc tôi không làm được những điều đó. Có thể có những lúc tôi chưa hoàn thành được hết điều đó. Nhưng Chúa của chúng ta thì khác với việc Chúa luôn hoàn thành lời hứa của Ngài cho chúng ta. Chúa luôn hoàn thành lời hứa của Ngài cho tôi và quý vị. Và ngay trong lúc như vậy, Chúa đến, Chúa làm cho chúng ta cảm nhận được sự chăm sóc. Và chính lúc đó cái lửa của Chúa lại được khơi lại, được cháy lên ở trong lòng mỗi của chúng ta, để chúng ta không bị nguội lạnh với Chúa, để chúng ta không phải nói một cái câu thốt lên ở trên miệng của mình là không biết Chúa đang ở đâu, đúng không ạ? Bởi vì câu đó sẽ đưa chúng ta đến cái đời sống vô tính, sẽ không biết Chúa. Nhưng Chúa sẽ không chuyển chúng ta phải chịu sự thử thách quá với chúng ta được. Mọi sự thử thách trăm bề toàn đến mà thôi. Và Chúa chỉ cho chúng ta gánh được cái gánh vừa đủ với sức của chúng ta, để chúng ta vượt qua những sự khó khăn của chúng ta, nhưng đủ để kinh nghiệm về Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ và tiếp trợ giúp chúng ta. Amen. Thì điều đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy ai là người đốt lửa. Chúa Giêsu là người đốt lửa của chúng ta. Chúa làm cho các môn đồ đang lúc buồn rầu, đang bay trở về với nghề cũ, thì nay họ được sự vui mừng. Mọi người có thấy ở cái câu cuối không? Cái câu cuối ở trong câu số 12 á. Ông Führer, lúc đó thì ở đây nói gì?
ở trong câu 11 này. Simon Phêrô rời xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới không rách. Đức Chúa Giêsu bảo: các con hãy lại dùng điểm tâm. Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: ông là ai? Vì họ biết ấy là Chúa. Vì họ biết ấy là Chúa. Con người không ai làm điều đó cho chúng ta. Không thể chăm sóc chúng ta giống như Chúa. Bởi vì Chúa là cha của tôi và quý vị. Chúa sẽ chăm sóc đến từng chút xíu một trong đời sống của chúng ta. Để sửa ấm tâm lòng của chúng ta. Để ngọn lửa đức tin của chúng ta không bị vùi dập, không bị mau tàn, nhưng sẽ cháy mãi. Amen. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy ngẫm với nhau, đó là gì? Chúng ta suy ngẫm đến, đầu tiên chúng ta nghĩ đến ai là người đốt lửa, thì bây giờ phải có câu hỏi ngược lại: ai là người nhận lửa? Khi mà các môn đồ vui mừng, các môn đồ thấy được Chúa Giêsu Ngài quan tâm chăm sóc đến mình, yêu thương mình, chuẩn bị đồ ăn cho mình, họ biết đó là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra trời và đất, các vị tinh tú lớn, đúng không? Chúa đã dùng chính tay của mình để chăm sóc chúng ta từ cái bữa ăn nhỏ nhất. Không phải đợi như chúng ta bây giờ là gì ạ? Cứ về nhà đợi mẹ nấu cho ăn, đúng không ạ? Khi mà các con về, các con hay nghĩ đến chuyện là ở nhà hay có mẹ nấu cho mình ăn cơm. Nhưng ở đây chúng ta thấy, đúng không ạ? Chúa đồng công của chúng ta, không chỉ mẹ, nhưng chính Chúa là cha của chúng ta, nấu cho chúng ta. Vậy thì ai là người được nhận, ai là người hưởng lợi? Ở trong câu số 11 và câu số 12 viết thế này: Simon Phêrô xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới vẫn không rách. Đức Chúa Giêsu bảo: con hãy lại dùng điểm tâm. Ở đây cái mà người được nhận đó chính là các môn đồ. Chúa tạo cho họ một cơ hội mới, cơ hội nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Mà tất cả các cơ hội đó nằm ở trong tầm tay của họ rất dễ dàng. Đó là gì? Họ đi ra và thả lưới. Đó là sự tôn phục các môn đồ. Họ khi mà họ tin cậy vâng lời Chúa, làm theo lời của Chúa, thì sự làm theo này nó đang chứng tỏ một điều là gì? Họ đang tái xác quyết lại, tái xác lập lại đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Họ tái xác lập lại điều đó, họ tái tin cậy Chúa. Cho nên ông Phêrô khi mà ra, ông đã kéo được 153 con cá lớn ở trong cái lưới, mà lưới không bị rách. Đây là điều tuyệt vời. Và cái câu chuyện này á, tôi liên tưởng đến câu chuyện ở trong con đường Emmaus, ở trong Luca chương số 24 câu số 31. Khi mà hai môn đồ đang đi với nhau đó, họ đang đi với nhau, họ nói rất là nhiều chuyện để Chúa Giêsu xuất hiện trước mặt họ. Chúa Giêsu giải thích cho họ rất nhiều điều trong Kinh Thánh. Nhưng mãi đến đoạn cuối của đoạn đường, họ mới nhận ra họ đang đi cùng Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu đứng trước mặt họ, cách những người này 90 mét, họ cũng không nhận ra Chúa Giêsu đang xuất hiện trước mặt họ. Nhưng chỉ khi Chúa nói với họ, họ quay đầu lại, họ thả lưới theo cách mà Chúa bảo, thì những phép lạ diễn ra. Và ngay khi phép lạ diễn ra đó, họ đã nhận ra rằng trước mặt họ là Chúa. Trước mặt họ là Chúa. Rồi ngay cả cái việc, tôi nhắc lại một chút về việc Chúa chuẩn bị món ăn, Ngài tiếp đón họ. Đây là cái hành động của Chúa dành cho các môn đồ. Chúa không cầm rằng kêu ra vì cái sự bỏ đi của họ, nhưng Chúa đã đến, Chúa nấu ăn cho họ. Lửa của Chúa Giêsu đã đốt lên, đã làm chín các cái đồ ăn đó, chín cá, chín bánh, đúng không ạ? Làm nóng lên tất cả những cái món ăn đó, để những cái người môn đồ đang đói, đang rét sau một đêm đánh cá lên bờ đó, họ được ăn vào lòng họ cảm thấy ấm áp, đúng không ạ? Họ cảm thấy thì sức lực bắt đầu quay trở lại.
lửa của Chúa Giêsu đốt lên sẽ sưởi ấm tấm lòng của tôi và quý vị giống như sưởi ấm tấm lòng của các môn đồ ngài. Một chút quan tâm của ngài, một chút yêu thương của ngài, một chút tha thứ của ngài làm cho chúng ta ấm lòng, làm cho chúng ta được no đê, no đê về mặt thể xác cũng như no đê về mặt tâm linh. Bữa ăn sáng chung của các môn đồ của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa rất là thân thiện, có sự gần gũi, có sự tha thứ, có sự phục hồi, có sự tái xác nhận lại niềm tin của mình và khôi phục lòng tin của Chúa Giêsu với họ. Đây là năm cái điều mà tôi cảm nhận được trong cái bữa ăn mà Chúa làm cho các môn đồ. Các môn đồ đang được nhận lại tất cả những điều đó từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có biết ông Phêrô sẽ chối Chúa ba lần không? Có mà. Có biết sứ đồ Judas Iscariot phản Chúa không? Chúa có biết tất cả các môn đồ của mình sau khi mà Chúa chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, bị bắt, bị đóng đinh đó, các môn đồ sẽ bị tản lạc không? Đó. Và Chúa nói với họ rằng là Chúa sẽ đi tìm họ. Chúa tìm đến họ, Chúa gọi họ quay trở lại để minh định và chứng minh với họ rằng ta vẫn đang sống trên mặt cỏ. Nhưng ngược lại, cái việc mà Chúa đến với các môn đồ, những người môn đồ này đang được nhận, đó là sự gần gũi của Chúa với họ, sự tha thứ của Chúa với họ, đúng không ạ? Sự phục hồi của Chúa với cuộc đời của họ, phục hồi lại niềm tin của Chúa với họ, và tạo cho họ có một cái cơ hội là phục hồi lại sự tin cậy của họ với Chúa Giêsu, với Đức Chúa Trời. Đây là điều rất là tuyệt vời. Có khi nào trong chúng ta đây có thể có những lúc chúng ta làm không muốn trốn khỏi mặt của Chúa không? Có không? Chúng ta sẽ có những lúc chúng ta chối bỏ Chúa, có những lúc chúng ta muốn trốn khỏi Chúa. Nhưng quý vị ơi, Chúa đã chọn quý vị và tôi, và Chúa sẽ không để chúng ta làm điều đó. Chúa sẽ tìm đến mỗi một chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta vượt qua cái sự thất bại, vượt qua sự ê chề trong cuộc đời của mình. Chúa khôi phục lại tấm lòng của chúng ta. Chúa để chúng ta được gây dựng lại đời sống đức tin của chúng ta nơi Ngài bằng chính những hành động của Ngài quan tâm chăm sóc đến mỗi một cá nhân chúng ta. Và chúng ta đang được nhận sự quan tâm chăm sóc của đấng vĩ đại nhất trên mặt đất này, nhất cái thế giới này. Và đấng đó tạo nên tôi và quý vị. Đấng đó chọn tôi và quý vị ở trong lòng của mẹ chúng ta, tạo nên chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Ngài bồng lắm, Ngài chăm sóc chúng ta. Và Ngài luôn luôn muốn phục hồi lại đời sống của chúng ta, để chúng ta trở nên những cái người có thể sống và làm vinh hiển cho danh của Chúa. Chúa đốt lửa, Chúa chuẩn bị tiền tâm, Chúa tha thứ và mời gọi các môn đồ ngày xưa để làm. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài vẫn đang đứng trước mặt chúng ta. Tôi đang tưởng tượng Chúa đang đứng cách chúng ta 90 mét, đúng không ạ? Chúa đứng xa hơn cho anh Khánh ạ. 90 mét. Chúa đang đứng ở cửa, Chúa gọi Khánh ơi quay lại đây, nhìn ta này. Có không ạ? Có nhận ra Chúa không? Chúng ta có nhận ra Chúa không? Chúa đang đứng đó, Chúa đốt lửa. Chúa đang đứng đó chuẩn bị cái bữa điểm tâm. Chúa đang đứng đó, Chúa nói rằng ta tha thứ cho các con, tha thứ cho những sự vi phạm của các con. Hãy đến đây, hãy nhận lấy đồ ăn này. Hãy nói một cách rõ ràng hơn, hãy nhận lấy sự tha thứ của chúng ta, của ta cho các con, để các con tiếp tục sống và sống làm vinh hiển danh của ta, tiếp tục sa báo tình yêu của ta cho thế giới này. Chúng ta là những người được nhận những điều quá lớn từ Chúa Giêsu của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúa đốt lại ngọn lửa ở trong bạn và trong tôi một cách thân thiện. Chúa ban sự bình an, Chúa ban quyền năng của Ngài,
ở trong cái sự ban cho đó, để chúng ta tiếp tục bước đi ở trong con đường phục vụ Chúa ở trên đất này. Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa kết bệ chúng ta lại với nhau ở trong một thánh của Ngài. Chúa đốt lên ngọn lửa yêu thương của Ngài để nâng đỡ, để ban sự bình an, ban quyền năng của Ngài để tôi và quý vị sẽ trở nên những con người không bị lụi tàn, nhưng luôn là những con người sống được cháy lên bởi ngọn lửa yêu thương của Chúa, để mang ngọn lửa ấm áp đó đến với những người xung quanh. Amen. Chúng ta hãy xác nhận với nhau điều đó. Vì chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta điều đó. Chúa mới có thể đốt cháy lại niềm tin của chúng ta mỗi ngày, khơi lại tất cả những cái sự bế tắc ở trong cuộc đời của chúng ta, để cho mọi thứ nó đều được hành thông. Đấy là cách mà Chúa làm, và tôi tin rằng Chúa vẫn đang làm ở trong cuộc đời của tôi và quý vị, để chúng ta sống kết quả hơn trong này. Vậy thì kết quả như thế nào? Đây chính là bài học mà chúng ta cùng nhìn thấy, chính là trong Công Vụ chương số 2, từ câu số 1 cho đến câu số 4. Đây là một phần kinh thánh mà tôi trích lại. Nhưng nếu quý vị đọc hết đến câu số 42 của chương 2 này, quý vị sẽ thấy những điều tuyệt vời đã diễn ra ở trong phần kinh thánh này. Đây chính là kết quả. Tôi sẽ không đọc lại phần kinh thánh này thì tôi đã đọc cho quý vị lúc ban đầu. Ở đây chúng ta thấy là gì? Cái kết quả, cái phần 3 đó, ý thứ 3 là phần kết quả sau khi lửa đã được khơi lại. Đó là gì? Các môn đồ ở trong ngày lễ ngũ tuần, lửa của Thánh Linh năng quyền của Chúa đã tràn ngập trong cái căn phòng mà nơi 120 môn đồ của Chúa đang nhóm lại, đang nói hiện tại với nhau. Đúng không ạ? Trong phần kinh thánh này ghi rất rõ điều đó. Và lễ ngũ tuần, các môn đồ làm sao? Họ đang sợ. Họ gặp Chúa rất nhiều lần, nhưng mà khi mà họ lên cái phòng cao đó, họ nhóm hiệp lại nơi đó, nhưng lòng họ vẫn đang sợ. Mặc dù họ biết là họ sợ, nhưng họ vẫn đang chờ lời hứa của Chúa được hoàn thành. Đó là gì? Thánh Linh của Chúa được ban cho. Họ thực sự, những con người này, họ sợ bởi vì họ không có gì cả. Họ không có tiền bạc, họ không có nghề nghiệp, họ không có một tổ chức nào, họ không có người lãnh đạo. Họ không phải là những người có quyền ở trên đất này. Đúng không ạ? Họ đang bị những người khác săn đuổi tật. Họ đang bị những người khác chê giễu nữa tật. Nhưng giữa lúc mà họ cầu nguyện, giữa lúc họ đang trông cậy Thánh Linh của Chúa giáng lâm, thì lửa của Đức Chúa Trời đã đến và đậu ở trên mỗi người. Lửa của Chúa đã đốt lên ở trong lòng của họ một ngọn lửa tâm linh. Họ làm gì? Họ đã có sức mạnh, họ đã có năng quyền từ Chúa đột phá ở trong tấm lòng của họ. Và phép lạ đã xảy ra. Chúng ta có muốn ngày hôm nay Thánh Linh của Chúa tiếp tục đột phá điều đó ở trong hội thánh của chúng ta không? Vậy tôi khích lệ quý vị, chúng ta có thể có những sự lo lắng, có những sự sợ hãi, có những sự buồn rầu, có những sự mệt mỏi, nhưng đừng quên sự nhóm lại chờ đợi sự trả lời của Chúa cho hội thánh. Quý vị có amen với tôi không ạ? Hội thánh của chúng ta có những buổi cầu nguyện bình minh vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng thứ 3 thì có cầu nguyện của thanh niên, đúng không ạ? Tuần thứ 2, thứ 7 tuần thứ 2 có buổi kiêm ăn của cô thành. Đây chính là những lúc mà Chúa sẽ tiếp tục nói những lời thì thầm vào tai của chúng ta. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta cái kế hoạch của Ngài để hoàn thành chương trình của Chúa trên hội thánh ở tại nơi đây. Amen. Chúa sẽ bày tỏ kế hoạch của Ngài. Chúa đã đốt lại ngọn lửa, và ngọn lửa đấy Chúa không đốt để rồi đem đi bỏ đi, nhưng Chúa đốt lại ngọn lửa đó để khơi lại ngọn lửa hừng hực ở trong lòng của chúng ta, đó là những con người sẽ bước đi hầu việc Chúa, bước đi giao giảng phúc âm của Chúa. Và người nhận ngọn lửa đó là chính tôi và quý vị, những người được nhận ngọn lửa yêu thương, nhận ngọn lửa tha thứ từ Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta.
thì ngày hôm nay chúng ta cần phải sống kết quả cho những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Sự chết, sự đóng đinh của Chúa trên thập tự giá đó chính là sự thiêu đốt lớn nhất của Chúa Giêsu trong cuộc đời của tôi và quý vị. Chúa đã cất đi tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta để chuộc mua chúng ta khỏi sự chết đời đời. Thì tôi và quý vị ngày hôm nay cần phải sống thế nào cho Chúa? Hãy giống như các môn đồ, dù có thể có những lúc sợ hãi, có những lúc kinh khiếp, có những lúc lo lắng. Mai ăn gì, uống gì, mặc gì. Có những lúc chúng ta để điều đó làm rúng động lòng của chúng ta. Có những lúc chúng ta sợ hãi những sự bắt bớ, nó làm rúng động trong lòng của chúng ta, làm cho chúng ta kinh khiếp, làm chúng ta bước chân đến nhà thờ chúng ta cảm thấy run rẩy, làm chúng ta ngập ngừng không muốn bước vào trong. Nhưng tôi khích lệ quý vị, Chúa đang đứng ở đằng sau quý vị, Chúa đang đứng trước ở chúng ta, Chúa đang kéo chúng ta bước vào trong đền thờ của Chúa. Chúa đang đẩy chúng ta vào trong nơi mà có những điều tốt đẹp từ Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta có nhận hay không, chúng ta có làm hay không thì đấy lại là phần còn lại của chúng ta. Nếu như chúng ta giống như các môn đồ, chúng ta đến chúng ta chờ đợi sự giáng lâm của Thánh Linh Chúa trong đời sống của chúng ta, thì quyền năng của Chúa sẽ đổ đầy ở trong tôi và quý vị, và hội thánh của Chúa sẽ ngập tràn quyền năng của Thánh Linh Chúa, và chúng ta sẽ luôn luôn sống những đời sống vui mừng. Đó là gì? Bởi sự vui mừng của Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Những môn đồ sự kia họ không phải là những người giàu có, họ không phải là những người quá là học thức, họ là những người lao động bình thường. Nhưng tin mừng của Chúa đã từng miệng họ giao giao cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta là những người đang được nhận lấy những cái tin mừng đó từ những cái sứ đồ, từ những con người học ít, từ những con người đang run rẩy sợ hãi đó. Nhưng kết quả của họ đó là ngày hôm nay tin mừng của Chúa được ra báo khắp thế giới này. Ở đâu cũng có những người tin này, ở đâu cũng có những cơ đốc nhân. Đó là bởi những con người sợ hãi đó. Chúa đang dùng những cái điều rất nhỏ trong cuộc đời của chúng ta, có những sự yếu đuối ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng để làm những công việc lớn và khó của Chúa ở trên đất này. Những con người khác sẽ không ngờ tới, không tưởng tới điều mà Chúa sử dụng qua cuộc đời của quý vị và tôi. Chúng ta có thấy ở đây không? Những con người này khi mà họ nhận quyền năng từ Chúa, họ đi ra, những người dân xung quanh họ cảm thấy khiếp hãi. Bởi vì điều gì? Tất cả những con người này đổ xô ra ngoài đường, họ nói những thứ tiếng khác nhau. Cái thứ tiếng lạ mà diễn ra ở đây đó là thứ tiếng của những vùng, những miền, dân tộc và những con người đang có mặt ở trong cái thành đó. Họ nghe mà họ hiểu được. Nhưng hay hơn, thú vị hơn là điều của tôi hứa quý vị đấy là gì? Bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, lời của Chúa được đã giao báo rằng đấy mới là điều quan trọng. Cái tiếng lạ ở đây chính là thứ tiếng của những vùng miền dân tộc khác nhau đã được giao báo rằng. Nhưng giao báo ra ở đây là gì? Là giao báo về phúc âm của Chúa, nói về sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người khỏi sự chết đời đời. Đấy là điều mà họ làm. Và ngày hôm nay chúng ta là những người đang được nhận điều đó, chúng ta cần phải làm như vậy. Ở trong câu số 42 cuối cùng nói về điều gì? Sau một bài giảng của ông Führer thì khoảng 3.000 người đã đi Chúa, 3.000 người đã vào Thánh Chúa ngày hôm đó. Một kết quả rất lớn cho Chúa Giêsu, một kết quả rất lớn cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Có những lúc chúng ta sợ hãi, trốn tránh, có những lúc thu mình, giấu mình, tìm cách tránh Chúa, bởi chúng ta sợ bị diễu cợt, chúng ta sợ bị bách bớ. Nhưng hãy cầu nguyện với Chúa, hãy trông cậy Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ đổ đầy trên chúng ta, đổ đầy trên hội thánh của Ngài, và những phép lạ, những công việc lạ lùng của Chúa sẽ được bày tỏ qua hội thánh điểm thanh xuân này đến những người dân xung quanh. Hội thánh của Chúa sẽ dần dần sẽ được mở rộng ra ở khắp khu vực thanh xuân này. Kết lại, tất cả những cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm, đã khơi lại, đã cháy lên ở trong đời sống của tôi và quý vị, đó là mục đích của Ngài
muốn hiệp chúng ta lại với chính Chúa. Ở trong chương trình yêu thương của Chúa để mang sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến với người xung quanh. Nhưng để làm được đó, Chúa đã bỏ chính mình, xây dựng đời sống cho chúng ta, yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta, để chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi Chúa dùng qua chúng ta mang điều đó đến với người xung quanh. Chúng ta mong muốn Chúa khơi lại mọi người trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không còn phải sống ẩn dật, u buồn, chán nản, thất vọng. Chúng ta không muốn không? Có không ạ? Có. Chúng ta không muốn Chúa Giêsu gọi chúng ta dự cái bữa tiệc điểm tâm với Ngài ở trong sự yêu thương, sự tha thứ, sự chăm sóc, sự phục vụ, sự khích lệ không? Có không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng đến với nhau, cùng đến với Chúa, trông đợi quyền năng của Thánh Linh Chúa sẽ đậu ở trên mỗi chúng ta, để rồi Ngài sai chúng ta ra đi để gặt trở nên những con gặt kết quả cho nhà của Chúa. Amen. Một Thánh Chúa chúng ta đợi bây giờ.